chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lại cung lần này, Vi Tiểu Bảo vào khấu kiến, hoàng đế Khang Hy mừng rỡ vô cùng. Sau khi nghe Vi Tiểu Bảo báo các thành quả đã thực hiện được, nhà vua khen ngợi hết lời, rồi báo sắp tới sẽ điều động y đi Vân Nam, tìm hiểu tình hình ở Bình Tây Vương và mang theo công chúa Kiến Ninh để gả cho Ngô Ứng Hùng. Trước mắt là để cô ta nếm mùi đau khổ. Sau này chém chết gia đình Ngô Tam Quế thì sẽ xử lý thị luân thể. Vi Tiểu Bảo cho Khang Hy biết Thái Hậu thật vẫn còn sống, ông ta vô cùng xúc động. Ông ta liền điều động 8 ngự tiền thị vệ cùng Vi Tiểu Bảo nhanh chóng đến cung Từ Ninh. Tên gian phu vừa lùn vừa mập đang trốn trong chăn bị phát hiện, liền tung người dậy và ôm Thái Hậu giả chạy biến ra khỏi cung. Với thân thể tuyệt luân hiếm thấy, Vi Tiểu Bảo kéo ván giường ra thì tìm thấy Thái Hậu, và trong đáy tủ y phát hiện một bộ tứ thập nhị chương kinh bìa màu lam viền đỏ. Bộ kinh này trước kia do đạo Tương Lam Kỳ giữ, cao thủ Thần Long giáo lấy được. Vi Tiểu Bảo kín đáo bỏ vào túi. Sáng hôm sau, y rời cung đi gặp các huynh đệ Thanh Mộc Đường. Vi Tiểu Bảo vào gian nhà đất, mở nắp quan tài, lấy 5 bộ kinh cất giấu ngày trước. Lúc y đang định đóng nắp quan tài, thì Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm vừa đến. Họ lập tức hạ thủ Cao Ngạn Siêu đang đứng canh cửa. Vừa lúc ấy Trần Cận Nam đến, liền bị Phùng Trịnh hai người tấn công phủ đầu, quy cho tổng đà chủ có ý phản loạn. Không kịp suy nghĩ, Vi Tiểu Bảo xé gói vôi bột, tung thẳng vào mắt 3 người, đồng thời đâm chủy thủ vào ngực Phùng Tích Phạm. Lão ta còn may mắn nhưng chưa thủng tim, dò dẫm dọc bức vách, lần dò đến cửa thoát đi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này. Vi Tiểu Bảo đứng ở cửa, thấy Phùng Tích Phạm lần bước tới, biết rõ ý đồ của y, nên định chờ lúc y lò dò tới cửa sẽ đâm y một nhát. Nhưng nghĩ người này võ công rất cao, cho dù đâm trúng, lúc y sắp chết cũng sẽ xoay tay chém một kiếm, cái mạng nhỏ của mình không khỏi bị nguy hiểm. Vi Tiểu Bảo cầm chủy thủ, nhẹ nhàng đâm vào khung cửa khoảng chưa đầy 2 tấc, thấy Phùng Tích Phạm cách cửa còn không đầy 2 thước. Đột nhiên thét lên, ta đang ở... Chữ trong chưa ra khỏi miệng thì Phùng Tích Phạm đã ra chiêu cực nhanh, một kiếm chém xuống, choàng một tiếng, trường kiếm chém vào thanh chủy thủ bị gãy làm 2 đoạn. Nửa thanh kiếm gãy văng lên, chém lên trán y một nhát mới rơi xuống. Di Tiểu Bảo đã sớm núp bên hông gian nhà đất, tim đập thình thịch, chỉ nghe Phùng Tích Phạm lớn tiếng gào thét, lao nhanh ra ngoài. Di Tiểu Bảo quay vào cửa, chỉ thấy Trần Cận Nam và Trịnh Khắc Sản vẫn đang dung đao múa kiếm. Cường địch đã đi thì y không coi nhị công tử họ Trịnh ra gì, kêu lên. Sư phụ, gã nhất kiếm du quyết kia đã bị đệ tử chém cho toàn thân đầy máu, chạy chối chết rồi. Mọi người bước ra thôi. Trần Cận Nam sửng sốt hỏi. Ai? Là đệ tử Tiểu Bảo đây. Trần Cận Nam vui mừng, hoành kiếm ngang trước ngực, không dung múa nữa. Vì Tiểu Bảo nói, Trương đại ca, Lý nhị ca, Dương tam ca, các vị đều tới rồi, hay lắm, hay lắm. Cái tên tiểu tử thối tha hội Trịnh này còn không bỏ khí giới đầu hàng, các vị nhất tề thống linh loạn đạo phanh thay ra. Trịnh Khắc Sản giật nảy mình, đâu biết Vi Tiểu Bảo chỉ giờ phô trương thanh thế, bèn kêu lên, sư phụ, sư phụ. Không nghe Phùng Tích Phạm trả lời, y hơi ngần ngừ một chút rồi lập tức ném đơn đao trong tay xuống. Vi Tiểu Bảo quát, quỳ xuống. Trịnh Khắc Sản khuỵu 2 chân quỳ xuống đất. Vi Tiểu Bảo cười ha hả, nhặt đơn đao lên, kề mũi đao nhẹ nhẹ vào yết hầu Trịnh Khắc Sản quát. Đứng dậy, đi qua bên phải. Tiến lên trước 3 bước, bò xuống, chui vô. Vi Tiểu Bảo quát một câu, Trịnh Khắc Sản run rẩy tuân lệnh làm theo, bò vào quan tài. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, sấn tới đậy nắp quan tài lại, cầm bọc kinh thư vác trên lưng nói. Sư phụ, chúng ta mau đi rửa mặt. Rồi cầm tay Trần Cận Nam bước ra khỏi gian nhà đất. Hai người đi được 7-8 thước, thấy Cao Ngạn Siêu nằm ngã bên luống qua. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, bước lên đỡ y dậy. Cao Ngạn Siêu nói, cứu tốt đà chủ mới quan trọng,
thuộc hạ chỉ bị phong tỏa quyệt đạo, không sao đâu. Trần Cận Nam cúi xuống, vỗ vào lưng và hông y mấy chưởng, quyệt đạo lập tức giải khai. Cao Ngạn Siêu nói: Mắt ông là chủ bị sao vậy? Trần Cận Nam cau mày nói: Bị trôi bột, phải dùng dầu cải để rửa, không được dùng nước. Rồi nắm tay y rảo bước đi mau. Di Tiểu Bảo nói: Ta sẽ quay lại ngay. Rồi trở vào gian nhà đất, cầm búa đóng luôn 7-8 cái đinh vào nắp quan tài, nói: Trịnh công tử, ngươi cứ nằm nghỉ ở đây vài hôm, tính ra người rất may, một vạn lượng bạc thiếu ta coi như xóa nợ, cũng không cần phải trả nữa. Rồi cười ầm lên một hồi, trở vào đại sảnh. Chỉ thấy Cao Ngạn Siêu đã dùng dầu cải rửa vôi bột trong mắt cho Trần Cận Nam, lại băng bó vết thương cho y. Bọn Phong Tế Trung, Tiền Lão Bản, Quyền Trinh Đạo Nhân nằm đầy trong sảnh. Trần Cận Nam đang giải quyệt cho mọi người. Nguyên Phùng Tích Phạm đột nhiên tới tập kích. Y võ công đã cao, lại đánh bất ngờ, khiến mọi người trở tay không kịp. Bọn Phong Tế Trung hoàn toàn không phải tụ họp ở một chỗ, mà là nghe tiếng xông ra ứng chiến, đều bị y lần lượt điểm quyệt ngã lăn ra. Mọi người đều vô cùng tức giận, chỉ là tổng đà chủ đang ở trước mặt, không tiện ngoác miệng chửi lớn. Cao Ngạn Siêu nói lại tình hình với Tiểu Bảo, dùng ngụy kế đâm Phùng Tích Phạm trọng thương. Mọi người lập tức vô cùng vui vẻ, đều nói thằng khốn ấy gian ác như thế, mong sao y bị vôi bột làm cho mù cả hai mắt. Trần Cận Nam hai mắt sưng dù, nước mắt không ngừng ứa ra, vẻ mặt trịnh trọng nói: Tiền huynh đệ, Cao huynh đệ, các ngươi đi rửa vôi bột trong mắt cho Trịnh nhị công tử rồi mời y vào đây. Tiền Cao hai người vâng dạ. Di Tiểu Bảo đột nhiên a một tiếng, giả vờ ngất đi, hai mắt nhắm nghiền. Trần Cận Nam tay phải vươn ra một cái, nắm cánh tay y hỏi: Sao vậy? Con vừa rồi sợ quá, sợ họ hại chết sư phụ. Bây giờ tay chân không còn chút khí lực nào. Trần Cận Nam bế y đặt lên ghế nói: Người nghỉ ngơi một lúc đi. Nguyên Di Tiểu Bảo tự biết mình ném vôi bột vào mắt người ta thật là hành vi hạ lưu. Năm trước Mao Thập Bát đã vì thế mà đánh y một trận. Tuy quần hùng đều cực lực khen ngợi y cơ trí, nhưng nghĩ họ là thuộc hạ của mình, tự nhiên phải vỗ mông ngựa. Sư phụ lại là bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. So với Mao Thập Bát còn cao gấp 10 lần thì nhất định sẽ phạt nặng, bèn rắp tâm ngất đi trước cho sư phụ không xuống tay được. Nếu muốn đánh thật thì cũng nhẹ tay hơn. Hai người Tiền Cao vội vã chạy vào đại sảnh nói: Tống đại chủ, không thấy Trịnh nhị công tử đâu, chắc đi chạy rồi. Trần Cận Nam cau mày nói: Đi rồi à? Không có trong quan tài sao? Hai người Tiền Cao ngớ mặt nhìn nhau. Trong gian nhà đất chỉ có một chiếc quan tài, tại sao Trịnh nhị công tử lại ở trong đó? Trần Cận Nam nói: Chúng ta đi xem thử. Rồi dẫn mọi người vào gian nhà đất. Di Tiểu Bảo cuốn lên, chỉ đành đi phía sau, hai tay xoa xoa mông tự nhủ: Mông ơi là mông, sư phụ nghe ta bỏ thằng tiểu tử thối tha ở vào quan tài thì lão huynh ngươi khó tránh khỏi bị đánh thêm vài hèo, thiệt không phải với ngươi quá à. Mọi người vào tới gian nhà đất, chỉ thấy trên mặt đất đầy vôi bột và máu tươi, quả nhiên không thấy bóng Trịnh Khắc Sản đâu. Trần Cận Nam rõ ràng nghe Di Tiểu Bảo ép Trịnh Khắc Sản bò vào quan tài, lúc ấy nắp quan tài lại đã đóng đinh, vô cùng nghi ngờ hỏi: Tiểu Bảo, người đóng đinh quan tài giống Trịnh công tử phải không? Di Tiểu Bảo thấy vẻ mặt sư phụ không hay, bèn chối: À, con đâu có đâu, hay là ý sợ bị sư phụ giết nên tự đóng đinh cũng chưa biết chừng. Nói bậy, mau nảy đinh ra, đừng để y chết nha, tất cả mau lên, mau lên. Tiền Lão Bản và Cao Ngàn Siêu vớ lấy búa đục vội vàng nảy đinh ra, nhấc nắp quan tài lên, bên trong quả nhiên có một người nằm. Trần Cận Nam kêu lên: Nhị công tử, rồi đỡ người ấy ngồi dậy. Mọi người vừa nhìn thấy đều bật tiếng la quảng. Trần Cận Nam buông tay ra lùi lại hai bước, người kia lại ngã xuống đáy quan tài. Mọi người cùng bật tiếng la: Quan phu tử! Trong chớp mắt ấy, mọi người đã thấy người trong quan tài rõ ràng là Quan An Cơ. Trần Cận Nam lại bước vội tới đỡ lên, chỉ thấy Quan An Cơ hai mắt trợn trừng, đã chết rồi nhưng thân thể còn ấm, dường như chết chưa bao lâu. Mọi người vừa hoảng sợ vừa đau xót. Bọn Phong Tế Trung, Quyền Trinh Đạo Nhân nhảy ra ngoài tường xem xét,
nhưng đã không thấy bóng dáng địch nhân đâu. Trần Cận Nam cởi áo quan ăn cưa ra, chỉ thấy trước ngực y có một vết đỏ bầm hình bàn tay, kêu lên thất thanh: Phùng Tích Phạm. Quyền Trinh đạo nhân tức giận nói: Đúng là Phùng Tích Phạm. Hồng Sa Chưởng này là võ công độc môn của phái Côn Luân y. Gã ác tặc này bị trọng thương, trong chốc lát đã quay lại phục thù. Thật là y muốn cứu Trịnh Nhĩ công tử cũng được, nhưng sao lại giết hại quan Dĩ Ca? Mọi người nhao nhao chửi rủa ầm lên. Em vợ quan An Cơ là Giả Lão Lục thì dập đầu xuống đất kêu trời khóc lớn. Trần Cận Nam im lặng không nói gì. Mọi người quay lại đại sảnh. Tiền lão bản nói: Tổng đại chủ, Nhị công tử và đại công tử tranh ngôi với nhau, điều đó mọi người đều biết. Thiên địa hội chúng ta xưa nay theo phép công làm việc, đại công tử là con trưởng, đương nhiên chúng ta ủng hộ đại công tử. Nhị công tử đã sớm coi tổng đà chỉ là cái đinh trong mắt, lần này bị Phùng Tích Phạm khích bác, muốn thừa cơ trừ khử tổng đại chủ. Hôm nay mọi người đành phải đắc tội với nhị công tử như vậy, vì chỉ sợ Dương gia sẽ nghe theo lời dèm pha của chúng, khiến từ nay về sau tổng đại chủ không thể trở về Đài Loan nữa. Trần Cận Nam thở dài nói: Quốc Tinh già đối đãi với ta ân nghĩa sâu nặng, ta dù có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Dương gia xưa nay anh minh, lại rất kính trọng ta, quý không phải là người giết hại kẻ trung lương. Quyền Trinh đạo nhân nói: Tục ngữ nói người sơ không chia lìa được người thân. Nghĩ công tử bắt lỗi thiên địa hội chúng ta không tuân theo hiệu lĩnh của Đài Loan, ở Trung Nguyên mà còn thế thì tới Đài Loan làm sao phân biệt được nữa. Trịnh gia công tử tất cả đều tranh quyền đoạt giữa với nhau, thì thiên địa hội chúng ta không cần dính dáng vào chuyện của họ nữa. Tổng đại chủ, chúng ta cố nhiên không làm tịch cối, nhưng cũng không làm nhạc phi. Tiền lão bản nói: Tổng đại chủ một lòng trung thành, suốt đời ra sức vì Trịnh gia, nhưng tí nữa là bị nhị công tử hại chết, mối hận này bất luận thế nào cũng nuốt không trôi được. Trần Cận Nam lại thở dài nói: Bậc đại trưởng phu hành xử không thẹn với trời đất, người ta muốn này nọ cũng mặc kệ họ. Có điều ta ngàn vạn lần không ngờ lại xảy ra biến cố này. Vừa rồi nếu không phải tiểu bảo cơ trí thì mọi người đều đã chết uổng mạng. Đáng tiếc cho quan Nhị Ca. Di Tiểu Bảo nghe sư phụ không truy cứu chuyện ném vôi bột và đóng đinh quan tài, liền thấy nhẹ nhõm, nhưng sợ sư phụ chỉ nhất thời không nghĩ tới, nên lập tức nói qua chuyện khác. À, chúng ta quyên náo như vậy chỉ e láng giềng hai bên đều biết, nếu họ báo quan phủ thì e nên thôi, chúng ta đi chuyển nhà thôi. Đúng vậy, ta tâm thần bất định nên không nghĩ tới chuyện này. Lúc ấy mọi người vội vã đào huyệt trong hoa viên chôn cất thi thể quan An Cơ. Mọi người quỳ xuống lạy, nước mắt ròng ròng, mang theo vật dụng tùy thân lập tức ra đi. Quần hùng thiên địa hội trong kinh thành vẫn thường di chuyển, đổi một trụ sở là một ngôi nhà bình thường để tiện ăn uống. Di Tiểu Bảo sợ sư phụ khảo vấn võ công, liền thừa cơ từ biệt trở về hoàng cung. Di Tiểu Bảo về tới chỗ ở, cài then cửa lại, dỡ 6 bộ kinh thư ra xem. Quả nhiên thấy trong khoảng trống giữa bìa mỗi bộ kinh thư đều có rất nhiều mảnh da dê vụn. Y lấy tất cả ra rồi khâu bìa sách lại như cũ. Khâu chưa được nửa bộ đã cảm thấy chán ngán, nghĩ thầm: Nếu xong nhi ở đây thì hay biết mấy. Lúc này có lẽ thị vẫn đang ở ngoài chùa Thiếu Lâm chờ mình. Mình bị sư phụ cũ nạn bắt đi thì nhất định con A Hoàng ngoan ngoãn này sẽ lo lắng gần chết. Thôi phải sai người đi gọi thị tới mới được. Y lại khâu mấy mũi, mắt đã mở không ra, liền cất kinh thư đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo lên thư phòng đứng hầu nghe chỉ. Khang Hy nói: Kẻ ba triều đình sẽ có chỉ phái người đưa công chúa Kiến Ninh đi Vân Nam, tứ hôn cho tên tiểu Dương khốn kiếp họ Ngô kia. Dạ, chỉ tiếc nô tài chưa hầu hạ hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời xa. Thái hậu nói với ta một chuyện trọng đại, lần này ngươi đi Vân Nam là để thừa cơ làm việc ấy. Thái hậu nói con ác phụ giả thái hậu đó nguyên có một âm mưu trọng đại, thì muốn điều tra Long Mạch Mãn Châu để mà tìm cách phá hoại. Con già này tội lớn ác cực nghe. Di Tiểu Bảo vừa buộc miệng nói xong, vội đưa tay bịt miệng, tự biết trước mặt hoàng đế mà chửi mắng thô tục như vậy không khỏi quá bất kính. Nào ngờ Khang Hy không hề để ý, nói theo: Đúng, con già này đúng là không ra gì. Thái hậu chịu khổ, chịu nhục, tha chết chứ không nói, mới khiến cho gian kế của con già này không thành công. Trời cao phù hộ, sở dĩ thái hậu được bình yên đến nay
là toàn nhờ không chịu tiết lộ điều bí mật này. Di Tiểu Bảo đã biết rồi, nhưng lại nói: Hoàng thượng, chuyện bí mật tày trời này á, tốt nhất á, người đừng nói với nô tài. Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ đó. Ngươi càng ngày càng tiến bộ, hiểu được mọi chuyện cần phải cẩn thận. Nhưng từ ngày ngươi làm gì cho ta đến nay, chưa hề tiết lộ ra ngoài chuyện gì. Nếu cả ngươi ta cũng không tin, thì ta chẳng còn ai để tin nữa. Di Tiểu Bảo mấy trăm khúc xương trong toàn thân đều lập tức nhẹ bổng, còn mấy lượng mấy tiền, quỳ xuống dập đầu nói: Được hoàng thượng tin cậy như vậy, nô tài dù bị cắt lưỡi cũng không dám tiết lộ nửa câu về những gì hoàng thượng căn dặn. Bí mật về long mạch nhà Đại Thanh ta nguyên là cất giấu trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh. Di Tiểu Bảo giả vờ kinh ngạc, luôn miệng nói: Ồ, thiệt là kỳ lạ, có chuyện như vậy sao hoàng thượng? Thiệt ngàn vạn lần không sao ngờ được. Năm ấy sau khi Diếp Chính dừng và tiến vào cửa quan, ta đem tám bộ kinh thư chia cho kỳ chủ tám đạo trong Bát Kỳ. Trong tám đạo có Quân Ba Đạo, Chấn Hoàng Kỳ, Chấn Bạch Kỳ và Tương Hoàng Kỳ là do tướng của Thiên Tử xuất lãnh, nhưng ruộng đất tài sản vẫn thuộc kỳ chủ ba đạo quản lãnh. Bộ kinh của đạo Chấn Hoàng Kỳ phụ hoàng vẫn giữ bên người, đem lên núi Ngũ Đài, sau đó sai ngươi cầm về đưa cho ta. Kỳ chủ đạo Tương Bạch Kỳ có tội, bộ kinh của đạo Tương Bạch Kỳ bị tịch thu vào cung, phụ hoàng bèn tặng cho hoàng hậu Đoan Kính. Di Tiểu Bảo tự nhủ: Lão hoàng gia sủng ái hoàng hậu Đoan Kính thì thứ tốt nhất đương nhiên tặng cho bà ta. Nếu đổi là mình thì tám bộ kinh thư mà tịch thu được hết vào cung, mình cũng tặng tất cả cho bà ta. Khang Hy nói tiếp: Còn trà hại chết hoàng hậu Đoan Kính đương nhiên cũng đã chiếm bộ kinh thư của hoàng hậu. Ngao Bái là kỳ chủ đạo Tương Hoàng Kỳ, hôm ấy ta sai ngươi đi lục soát nhà Ngao Bái, con già bảo ngươi tìm hai bộ kinh thư, một bộ chính là của đạo Tương Hoàng Kỳ, còn bộ kia là của đạo Chánh Bạch Kỳ. Dạ, nếu sớm biết con già xấu xa vậy thì nô tài sẽ về bẩm với con già là tìm không thấy rồi lén dâng cho hoàng thượng. Lúc ấy chúng ta không biết con già là thái hậu giả, lại không biết mấy bộ tứ thập nhị chương kinh có can hệ trọng đại như vậy. Nếu ngươi bậy bạ như thế thì ta không thể không đánh vào bông ngươi. Dạ, đánh vào bông thì có đáng gì đâu, ngươi không cần cách sáo. Ngoài ra còn bộ của đạo Chánh Bạch Kỳ không biết Ngao Bái lấy ở đâu. Y hại chết Tô Khắc Tác Hà, kỳ chủ đạo Chánh Bạch Kỳ, chiếm hết gia sản của cải và cả kinh thư. Tên nghịch tặc ấy có chết vẫn chưa hết tội. Dạ, vậy thì xem ra trong tay con quỷ dạ có tới ba bộ kinh rồi. Đâu phải chỉ ba bộ, thì lại phó tổng quản ngự tiền thị vệ thì đúng tới làm khó kỳ chủ Chánh Hoàng Kỳ Hoàng Sát Bát. Lúc ấy ta không biết nguyên cớ, mà thằng khốn Hoàng Sát Bát này trước nay vẫn câu kết với Ngao Bái, nên cũng không đếm xỉa gì tới. Bây giờ nghĩ ra, đương nhiên là để lấy kinh thư của y. Thì đóng thì không hiểu sao cũng mất tích luôn, chắc là con già giết cái diệt khẩu. À, phải, hoàng thượng đoán việc như thần. Ngươi cho là thủy đóng bị con già giết, ta khen ngươi đoán việc như thần, vậy là đã đóng đinh dưới chân. Sau này dù ngươi biết thủy đóng là do ta giết cũng không thể đổ lỗi là tra hỏi ta nữa. Nếu không thì ngươi phải thừa nhận mình không phải là đoán việc như thần. Hơn là hoàng thượng sao lại đoán việc không như thần mà như quỷ sao? Nếu ta đoán không sai. Không có sai đâu hoàng thượng ơi. Trong tay con già có bốn bộ kinh thư, nhưng có một chuyện rất kỳ quái. Bộ kinh của đạo Chánh Hoàng Kỳ bỗng nhiên không thấy nữa. Ngươi nghĩ xem, lại có ai dám cả gan như thế, dám vào thư phòng của ta lấy trộm? Người có thể ra vào thư phòng lại cả gan dám tự tiện lấy sách chỉ có công chúa Kiến Ninh. Di Tiểu Bảo không dám tiếp lời, tự nhủ: Lần này thì đúng là ngươi đoán gì chị thân rồi đó. Con già sai con gái tới ăn trộm bộ kinh thư của ta, vậy thì trong tay thì đã có năm bộ rồi. Chúng ta mau tới cung Từ Ninh lục soát. Con già tay không, nó chạy được ra khỏi cung đâu, không mang theo gì đâu. Trong ngực y tim đập thình thịch. Nếu bây giờ hoàng thượng tới phòng mình lục soát thì cho dù tiểu quế tử có 100 cái đầu cũng bị chém hết. Ta đã sớm lục soát kỹ rồi, không thấy gì cả, chỉ tìm được một bộ tăng bạc. Thì ra nhân tình của con quỷ già đó là một quả thương. Chi Tiểu Bảo cũng cười lớn, vừa được hai tiếng thì cảm thấy quá vô lễ, vội nín bặt. Khang Hy vẫn lớn tiếng cười lớn nói: Chẳng qua lúc quả dưa lùng ấy ôm con quỷ già chạy đi, ta nhìn thấy y có tóc dài cũng rất kỳ lạ. Có lẽ y cũng là giả trang làm cung nữ nên mang tóc giả. Khổ mới vừa mập vừa lùng, con quỷ già thiếu gì đàn ông không chịu, lại đi tìm quả dưa lùng như vậy. Quả dưa lùng này võ công rất là cao, kẻ tướng mạo anh tuấn chưa chắc có bản lĩnh dám lẻn vào cung.
lần trước tên giả làm cung nữ cũng rất xấu. Cũng có thể. Còn ba bộ kinh khác thì đang trong tay kỳ chủ ba đạo Chánh Hồng Kỳ, Chánh Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ. Thì Khang Thân Dương là kỳ chủ đạo Chánh Hồng Kỳ. Ta đã ra lệnh cho y đem kinh Thương Chân lên. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Có hơn mấy bộ kinh của Khang Thân Dương đã bị người ta lấy trộm, hiện đang trong tay mình. Khang Thân Dương làm sao mà dâng lên được? Ha, phen này chắc lão Khang không xong rồi. Kỳ chủ đạo Chánh Lam Kỳ và Phú Đăng còn nhỏ tuổi. Ta vừa hỏi qua y, thì y nói kỳ chủ tiền nhiệm gia Khôn chết trận lúc đánh Trần Nam. Tất cả những chuyện sau đó đều do Ngô Tam Quế lo liệu. Ngô Tam Quế chỉ đưa y một quả ứng, mấy lá quân kỳ và mấy vàng lượng bạc, ngoài ra không có gì cả. Chắc Ngô Tam Quế nuốt bộ kinh thư ấy rồi. Đúng vậy. Vì vậy ngươi vào phủ Ngô Tam Quế dò xét chi tiết chuyện này, rồi tìm cách lấy bộ kinh thư trở về. Thằng giặc và Ngô Tam Quế này rất xảo quyệt, ngàn vạn lần không thể để y biết được nội tình. Dạ, nô tài sẽ tùy cơ ứng biến, tìm cách lừa y. Khang Hy cau mày, đi tới đi lui trong thư phòng, nói: Gã khốn ngạc thạc khắc ha kỳ chủ đạo Tương Lam Kỳ hết sức hồ đồ. Ta bảo y dâng trình kinh thư, y lại nói mấy năm trước đã không thấy rồi. Ta phái thị vệ tới nhà y lục soát, không có một chút tung tích. Ta đã giam y vào Thiên Lao, cho người khảo tra xem rốt lại đúng là y bị trộm mất hay là y giấu không chịu nộp lên. Chỉ sợ cũng là con già phái người đi dở trò, cũng không biết là cướp ngày hay là trộm đêm nữa. Chuyện này không quan cho con già ngươi. Cướp ngày trộm đêm có lẽ chính là quả như lùng. Nếu đúng là con già lấy được thì sáu bộ kinh thư ấy đang ở đâu? Y lập tức thấy hơi hối hận. À chà, mình nói câu này bậy rồi. Mình tự lỡ rồi, hớ rồi. Mình nói con già này được sáu bộ kinh thư, nhưng người được sáu bộ kinh thư thiệt ra là Di Tiểu Bảo mình. Như vậy mình không phải là con già sao? Con già rốt lại lai lịch thế nào? Hiện giờ không hề tìm ra chút manh mối thì làm chuyện lớn này ắt có người đồng mưu. Sau khi thì được kinh thư ắt sẽ lần lượt đưa ra khỏi cung. Nếu muốn truy hồi cả sáu bộ kinh thư thì rất khó. May mà theo lời Thái Hậu nói, muốn tìm ra chỗ long mạch của Đại Thanh ắt phải có đủ trong tay tám bộ kinh thư. Dù được bảy bộ, chỉ thiếu một bộ cũng vô dụng. Chúng ta chỉ cần hủy hai bộ trong tay Khang Thân Dương và Khô Tâm Quế đi thì thái bình vô sự. Chúng ta không cần đi tìm long mạch, chỉ cần không để ai biết thế là xong. Nhưng để mất bộ kinh thư mà phụ hoàng cho, nếu từ nay không tìm lại được, ta thật là bất hiếu. Công chúa Kiến Ninh, con Khang Hy một tiếng chửi không ra thì Di Tiểu Bảo trong bụng liền bổ túc. Lúc ấy Khang Hy nhớ tới một chuyện, là lời Thuận Trị dặn mình trong tăng phòng chùa Kim Cát ở núi Ngũ Đài. Hạt Nhi người thông minh mẫn cán, yêu thương bảo vệ trong họ, là hoàng đế giỏi hơn ta rất nhiều. Những địa đồ cất giấu trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh là nơi cất giấu một kho tàng rất lớn. Năm xưa quân Bắc Kiệt ta tiến đặt cửa quan, kim ngân tài bảo cướp bóc khắp nơi ở Trung Nguyên đều giấu ở trong kho tàng này. Kho tàng này là của cải chung của tám đạo trong Bắc Kiệt, nên phải chia địa đồ là tám phần để tránh chuyện một đạo độc chiếm. Trong quan ngãi người Hán đông trăm lần so với người Mãn Châu chúng ta, nếu họ cùng nổi lên tạo phản thì chúng ta ngàn vạn lần không sao chống chế nổi. Lúc ấy hãy lùi ra ngoài quan ngãi, mở kho tàng ra, tám kiệt chia đều thì mấy trăm năm sau cũng không phải lo chuyện cơm áo. Lúc ấy Khang Hy nhớ lại lời phụ hoàng nói với Di Tiểu Bảo khi trở về: việc của thiên hạ nên thuận theo lẽ tự nhiên, không miễn cưỡng, tạo phúc được cho lê dân Trung Nguyên là tốt nhất. Nếu ba tính thiên hạ đều muốn chúng ta ra đi, vậy chúng ta từ đâu tới thì hãy trở về đó. Lại nghe Thuận Trị nói: Mạng Thành ta có được thiên hạ là do ý trời, điều này quá rất may mắn. Chúng ta không nên có ý muốn ở Trung Nguyên lâu dài, được khiến tất cả người Mãn Châu bị tiêu diệt trong cửa quan, ngựa không ra được khỏi cửa quan. Khang Hy miệng dạ dạ nói phải, nhưng trong lòng lại không cho là nên như thế. Đại nghiệp của Đại Thanh ta ở Trung Nguyên ngày càng ổn định, từ nay về sau phải khai phá lãnh thổ, xây dựng nền móng ngàn đời, không thể lung lay. Sao lại nghĩ cái gì thoái bộ, chỉ lui một bước là hỏng hết. Phụ thân đã xuất gia, tâm tình dịu lại, không tranh chấp với đời nên mới nghĩ như vậy. Quả nhiên, nghe phụ thân nói tiếp: nhưng vì năm xưa giúp chính dương căn dặn kỳ chủ các đạo rằng, chuyện ngoài quan ải cất giấu một kho tàng lớn, ngàn vạn lần không nên tiết lộ. Nếu không, thì dương công binh tướng Mãn Châu biết có chỗ để lùi,
gặp lúc người Hán tạo phản, mọi người không chịu liều chết đánh nhau thì đại sự hỏng hết. Vì vậy lúc kỳ chủ bác kỳ bạc giao kinh thư cho người đời sau, chỉ được nói trong kinh ẩn chứa điều bí mật liên quan tới long mạch của Mãn Thanh. Long mạch đã bị khai quật thì người bản châu ai ai cũng chết không có đất chôn. Một là khiến cho người trong bác kỳ đời sau không dám nảy lòng tham lén đi khai quật kho tàng. Hai là nếu biết có người đi khai quật trước thì bác kỳ liên quân lại mà đánh dốc sức cản trở. Chỉ có chủ một nước mới có thể biết được bí mật thật sự. Khang Hy nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy, chợt nghĩ. Nhiếp Chính Dương hùng tài đại lược, sở kiến rất đúng. Rồi liếc Di Tiểu Bảo một cái, nghĩ thầm. Tiền Quế Tử tuy trung thành, nhưng cũng chỉ có thể nói với y chuyện long mạch, không thể nói chuyện kho báu. Tiểu tử này ngày sau lớn khôn, làm sao dám chắc y không nổi lòng tham. Hôm qua Thái Hậu nói với mình, năm ấy lúc Phụ Hoàng khi quyết xuất gia, đã đem điều bí mật này nói cho Thái Hậu biết, muốn Thái Hậu chờ sau khi mình trưởng thành sẽ nói lại. Sao vậy Thái Hậu nhẫn nhục cố sống, chính là vì chuyện quan trọng này. Thái Hậu không biết mình đã tới núi Vũ Đài gặp Phụ Hoàng. Cũng may là nhờ thế mà Thái Hậu không bị con già hại chết. Di Tiểu Bảo thấy Khang Hy đi qua đi lại suy nghĩ, đột nhiên tâm niệm nhất động, nói. Hoàng thượng, nếu ông già là do Ngô Tam Quế phá vào cung thì trong tay thì nó có 7 bộ kinh thư. Khang Hy giật mình, nghĩ thầm chuyện này cũng rất có thể, bèn gọi. Truyền thượng y giám. Qua một lúc, một thái giám già bước vào thư phòng dập đầu, là thái giám tổng quản thượng y giám. Khang Hy hỏi. Điều tra rõ chưa? Bẩm hoàng thượng, nô tài đã điều tra rất kỹ, chất liệu áo tăng bào ấy được chế tạo trong thành Bắc Kinh. Khang Hy ồ một tiếng, Di Tiểu Bảo mới hiểu rõ. Thì ra hoàng thượng muốn điều tra lai lịch của quả dưa lùng. Chất liệu áo y được chế tạo trong kinh thì điều tra chẳng được gì hết. Thái giám đó lại nói. Nhưng quần áo lót của người đàn ông ấy làm bằng tơ tằm ở vùng Cẩm Châu, Liêu Đông. Khang Hy trên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Người lùi ra đi. Viên thái giám ấy dập đầu lui ra. Khang Hy nói. Chị e người đoán đúng rồi. Quả dưa lùng này không chừng có dây mơ rễ má với Ngô Tầm Quế. Nô tài cũng không rõ. Trước kia của Tầm Quế trấn thủ Sơn Hải Quan, Cẩm Châu là địa hạt quy. Quả dưa lùng này có thể là bộ thuộc quy. Đúng vậy hoàng thượng, anh Minh đoán nhất định không sai. Nếu con quỷ già trốn về Việt Nam thì chuyến đi này của ngươi thêm một phần nguy hiểm. Ngươi hãy đem theo nhiều thị vệ và lấy thêm 3.000 quân trong Kiêu Kỳ Doanh. Dạ, xin hoàng thượng yên tâm. Tốt nhất là nô tài có thể bắt con quỷ già và quả dưa lùng đem bấm ra 1.000 mảnh cho Thái Hậu hả giận. Khang Hy vỗ vai Di Tiểu Bảo, mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể lập được công lớn như vậy cho Thái Hậu hả giận, ngươi còn quá nhỏ và quan chức lại quá to, quá lớn, ta thấy hơi khó xử đó. Có điều tiểu hoàng đế và tiểu đại thần chúng ta làm được những việc lớn như vậy, khiến bọn quan già phải trợn mắt há miệng cũng rất thú vị. Hoàng thượng tuy nhỏ tuổi mà anh Minh nhìn xa thấy rộng, đã sớm làm cho bọn lão quan trong lòng khâm phục. Lúc nào người lo liệu xong việc Ngô Tam Quế thì thật đúng là tiền vô lai giả, hậu vô cổ nhân. Còn bà nó, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người thông minh lanh lợi nhưng lại bất học vô thuật thì không chịu đọc sách. Hay dạ, nô tài khi có thời giờ rảnh rỗi phải đọc sách mấy ngày mới được. Thật ra Di Tiểu Bảo thô bỉ vô văn, nhưng Khang Hy lại thích. Bên cạnh Khang Hy, bọn thần tử văn học theo hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Suốt ngày cứ nghe dẫn chứng sách vở đã quá nhiều, được cùng Di Tiểu Bảo nói những lời thô tục đầu đường xó chợ, lại cảm thấy thú vị. Di Tiểu Bảo cáo từ hoàng đế, vừa ra khỏi thư phòng đã thấy một tên thị vệ tới đón, thỉnh an rồi khẽ nói. Vị phó tổng quản, Khang Thân Dương muốn gặp người, không biết vị phó tổng quản có rảnh không? Dương gia đang ở đâu? Dương gia đang chờ người hồi âm trong thị vệ phòng. Dương gia đích thân tới hả? Dạ dạ, Dương gia muốn nói mời vị phó tổng quản đi uống rượu xem hát, nhưng nghe là hoàng thượng có việc lớn quan trọng sai vị phó tổng quản làm, nên lão nhân gia người không thể phân thân được. Ta mà là lão nhân gia cái gì? Di Tiểu Bảo vào thị vệ phòng, chỉ thấy Khang Thân Dương tay cầm chén trà, ngồi ngẩn ngơ xuất thần, cau mày trông rất lo lắng.
Y vừa thấy Di Tiểu Bảo vào, vội đặt chén trà xuống, đứng lên bước tới nắm tay Di Tiểu Bảo, nói: "Huynh đệ, lâu ngày không gặp, nhớ muốn chết à." Di Tiểu Bảo biết y vì chuyện làm mất kinh thư mà cầu cứu mình, nhưng thấy y thân thiết như vậy cũng thấy thích thú, bèn nói: "Dương gia có việc gì cứ sai người dặn một tiếng là được rồi, còn thưởng rượu thưởng cơm tiền sao tiên chức không tới ngay chứ, được dương gia coi trọng như vậy còn đích thân tới tìm tiên chức." Khang Thương Dương nói: "Trong nhà ta đã chuẩn bị sẵn một ban kịch, hay chỉ sợ huynh đệ không rảnh, bây giờ qua chơi được không?" "Được chứ, dương gia thưởng cho cơm rượu, chỉ cần không phải hoàng thượng dặn ta đi làm chuyện gì gấp thì dù ông già ruột có chết ta cũng tới dùng cơm rượu với dương gia trước rồi sẽ nói." Hai người dắt tay nhau ra khỏi cung, cưỡi ngựa tới Dương phủ. Khang Thông Dương khoản đãi long trọng. Lần này ngoài Di Tiểu Bảo không có khách nào khác. Ăn cơm xong, Khang Thông Dương mời y vào thư phòng, nói vài câu chuyện phiếm, khen y xuất gia thay hoàng thượng ở chùa Thiếu Lâm, tích được vô số công đức thiện quả, rồi khen y nhỏ tuổi mà đã làm tới phó tổng quản ngự tiền thị vệ, đô thống Kiêu Kỵ Doanh, tiền đồ thật không thể biết đâu mà lường. Di Tiểu Bảo khiêm tốn một hồi, nói sau này hoàn toàn nhờ dương gia cất nhắc tài bồi cho. Khang Thông Dương thở dài nói: "Huynh đệ, ta và huynh đệ như người một nhà, không giấu gì huynh đệ, đại họa trước mắt của ta sắp đổ lên đầu rồi, chỉ sợ tính mạng thân gia cũng khó bảo toàn." Di Tiểu Bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Dương gia là con cháu dòng đích của đại thiện đại bối lạc Thiết Mạo Tử Dương, hoàng thượng đang tín nhiệm trọng dụng, sao có đại họa gì sắp tới?" "Huynh đệ, ngươi có chuyện chưa biết thôi. Năm xưa, sau khi bản thân chúng ta vào quan ải, kỳ chủ mỗi đạo được tiên đế ban cho một bộ kinh Phật. Ta là kỳ chủ đạo Chánh Hồng Kỳ, cũng được ân thưởng một bộ. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến, muốn ta đem kinh thư tiên đế ban cho trình lên. Nhưng bộ kinh ấy ta không hiểu vì sao lại bị ăn trộm mất rồi." Di Tiểu Bảo trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nói: "Thì cực kỳ quá, vàng bạc sao không trộm, sách có gì hay đâu mà trộm? Bộ sách ấy đúc bằng vàng hả? Hay là viền đầy châu ngọc chân quý rất đắt giá?" "Cũng không phải vậy, chẳng qua cũng là kinh thư bình thường thôi. Nhưng ta đã không thể bảo quản tốt tặng vật của tiên đế, thật là đại bất kính. Hoàng thượng bỗng nhiên muốn ta trình lên, chỉ sợ là hoàng thượng đã biết ta làm mất bộ kinh, muốn truy cứu chuyện này. Huynh đệ cứu ta với." Nói xong đứng lên thỉnh an. Di Tiểu Bảo vội đáp lễ nói: "Dương gia khách khí như vậy, há muốn tiểu nhân tổn thọ sao?" Khang Thương Dương mặt mũi rầu rĩ nói: "Huynh đệ, nếu huynh đệ không nghĩ cách giúp ta thì ta đành tự tử." Dương gia cũng không khỏi quá xem nặng chuyện này rồi. Ngày mai ta đem chuyện này tâu lên hoàng thượng, nhiều nhất cũng chẳng qua phạt tổng dương gia mấy tháng, hoặc giả giao cho tôn nhân phủ thẩm xét một phán, đâu có gì liên quan tới tính mạng đâu nè. Ta chỉ cần bảo toàn được tính mạng, dù có cách chức thân dương của ta đi, phạt ta là thứ dân ta cũng tạ ơn trời đất, mãn nguyện lắm rồi. Ngạc thà khát tha kỳ chủ đạo Trương Lam Kỳ, vì làm mất kinh thư mà hôm qua bị giam vào thiên lao, nghe nói bị đánh đập tra khảo, hoàng thượng sai người tra vấn xem bộ kinh thư ấy rốt lại đang ở đâu. Nói xong, da thịt trên mặt giật giật, rõ ràng y nghĩ tới thảm họa bị giam trong thiên lao, thân chịu khổ hình. Di Tiểu Bảo cau mày nói: "Chà, bộ kinh thư ấy thiệt sự quan trọng vậy sao?" "À phải rồi, hôm tịch biên tài sản của Ngao Bái, thái hậu sai ta tới tìm hai bộ tam thập nhĩ gì chứng kinh, tứ thập chứng kinh gì đó. Bộ kinh dương gia mất chắc là cái đó hả?" Khang Thân Dương vẻ mặt càng bồn chồn nói: Chính nó là tứ thập nhị chương kinh. Vừa tịch biên tài sản nhà Ngao Bái, thái hậu cái gì cũng không cần, chỉ cần kinh thư, đủ thấy vật ấy không phải tầm thường. Huynh đệ có tìm được không?" "Tìm thì tìm được rồi. Thằng khốn Ngao Bái cất kinh thư dưới hầm trong phòng ngủ. Ta tìm toát cả mồ hôi, bộ kinh ấy mà có gì kỳ lạ vậy? Ta tới các chùa tìm giúp cho dương gia 5-7 bộ dâng lên hoàng thượng là được." "Kinh thư tiên đế khâm tứ khác hẳn kinh Phật tầm thường trong các chùa chiền,
không nhập về được đâu. Di Tiểu Bảo vẻ mặt trịnh trọng nói. Vậy thì đúng cũng hơi phiền phức ha. Không biết Dương gia muốn ta làm chuyện gì? Chuyện này ta thật khó nói ra. Sao có thể nhờ huynh đệ làm chuyện khí quân? Di Tiểu Bảo vỗ ngực nói. Dương gia cứ nói không hề gì. Người coi Di Tiểu Bảo là bằng hữu, thì ta vì Dương gia mà mất cái mạng nhỏ này cũng là một phen nghĩa khí. Được, người cứ đi tâu với hoàng thượng, nói bộ kinh thư ấy Di Tiểu Bảo ta mượn, rồi không cẩn thận là mất. Mấy hôm nay hoàng thượng ta lắm, cùng lắm đánh tan trận thôi hả, chưa chắc đã chém đầu ta đâu. Đa tạ ý tốt của huynh đệ, nhưng cách này e là không được. Hoàng thượng sẽ không tin huynh đệ mượn kinh thư để xem. Ta tuy từng làm hòa thượng, nhưng một chữ to mà quả bí cũng không biết. Chuyện mượn kinh thư để xem, chỉ e hoàng thượng sẽ rất không tin. Thôi chúng ta nghĩ cách khác đi. Ta muốn gặp huynh đệ, nhờ huynh đệ. Liên tiếp nói ba tiếng nhờ huynh đệ, rồi không nói tiếp nữa, chỉ đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo xem thái độ của y. Di Tiểu Bảo nói. Dường gia, ngươi cứ bất tất ngập ngừng. Cái mạng nhỏ xíu của huynh đệ. Tay trái nắm bím tóc mình, tay phải chém vào cổ mình một nhát, rồi làm ra vẻ hai tay bưng đầu dâng lên nói. Ta giao cho người, chỉ cần không phải chuyện nguy hại cho hoàng thượng thì chuyện gì ta cũng theo lời người. Khang Thông Dương cảm mừng nói. Huynh đệ nghĩa khí sâu nặng như vậy, ca ca không cần nhiều lời nữa. Ta chỉ muốn nhờ huynh đệ tới chỗ thái hậu hay hoàng thượng lén trộm một bộ kinh. Ta đã gọi sẵn mấy chục tên thợ giỏi chờ ở đây. Chúng ta cả ngày lẫn đêm làm giá một bộ thì mới mong qua được cửa ải này. Có thể làm giống hệt được sao? Được, được. Nhất định là có thể làm giống hệt, đảm bảo không có sơ suất. Sau khi làm xong, huynh đệ đem kinh thư trả về chỗ cũ, quyết không dám làm trầy xước một chút. Thật ra y biết rõ, trong lúc vội vàng làm giả một bộ kinh thư mà muốn không có chút sơ hở nào là rất khó. Nên định đánh tráo bộ kinh giả đưa Di Tiểu Bảo trả về chỗ cũ, lấy bộ kinh thật trình lên hoàng đế. Y đoán Di Tiểu Bảo không biết chữ, khó phân biệt được thật giả. Sắp tới không bị phát giác ra thì đó là điều may. Còn nếu bị phát giác ra thì cũng không trút tội lên đầu mình được. Có điều dụng ý ấy, lúc này y không tiện nói thẳng ra. Di Tiểu Bảo nói. Được, chuyện không thể chậm trễ. Ta sẽ tìm cách đi lấy trộm. Dương gia cơ trong phủ chờ hồi âm ha. Khang Thông Dương thiên ân vạn tạ, đích thân tiễn Di Tiểu Bảo ra tới cổng, luôn miệng dặn y phải cẩn thận. Di Tiểu Bảo về phòng, lấy mấy chục mảnh da dê vụn ra chắp lại với nhau, nghĩ thầm 8 bộ đã được 7, dù thiếu một chút cũng có thể chấp được đại khái. Nào ngờ mất cả nửa giờ, ngay cả một góc bản đồ cũng chấp không được. Y vốn không nhẫn nại nên chán nản, bèn không chấp nữa, đem mớ da dê vụn gói vào giấy dầu, bên ngoài lại gói thêm lớp giấy dầu nữa, cất cẩn thận trong người, nghĩ thầm. Lão Khang là kỳ chủ đạo Chánh Hồng Kỳ, bộ kinh của y đương nhiên là bị đỏ, ngày mai mình cầm một bộ khác đưa cho y là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo khâu nốt bìa bộ kinh của đạo tương Bạch Kỳ lại, cho vào túi rồi tới phủ Khang Thông Dương. Khang Thông Dương vừa nghe Di Tiểu Bảo tới, liền ba chân bốn cẳng ra đón, cầm chặt hai tay y, liên tiếp hỏi. Sao rồi huynh đệ? Di Tiểu Bảo mặt mày ủ rũ, lắc lắc đầu. Khang Thông Dương trái tim lập tức chìm hẳn xuống, nói. Ai, chuyện này vốn rất khó làm, hôm nay chưa thể thành công. Lấy được cái đó rồi, về Dương gia trong 10 bữa nửa tháng cũng không làm giả được. Khang Thông Dương cảm mừng, liền nhảy tới bế xốc y lên, chạy vào thư phòng. Bọn tùy tùng thị vệ thấy dáng vẻ Dương gia như vậy, bất giác đều cười thầm. Di Tiểu Bảo lấy kinh thư ra, hai tay đưa qua hỏi. Là cái này phải không? Khang Thông Dương vội chụp lấy, toàn thân rung lên, mở bìa sách ra xem, nói. Đúng rồi, đây là bộ của đạo tương Bạch Kỳ, đợt bìa trắng diện đó, chúng ta lập tức bắt đầu làm bãi khác. Huynh đệ, ngươi chỉ cho ta cách để trì hoãn vài hôm. Ta đã bị ngã ngựa giở đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh gì đó. Chờ chế tạo kinh thư xong, hãy đi khấu kiến hoàng thượng. Ngươi thấy như vậy có được không? Hoàng thượng rất lạnh minh, ngươi làm cái trò này á, trong lòng người sẽ nghi ngờ. Khi Dương gia trình sách giả lên hoàng thượng xem kỹ, chỉ e trò bịp này sẽ bị phát hiện liền. Bộ kinh thư này
và bộ Dương gia làm mất, trừ màu bìa sách ra còn có chỗ nào khác không? Chỉ có màu bìa là khác thôi, ngoài ra đều giống hệt nhau. Vậy thì dễ thôi, người đổi cái bìa bộ sách này đi, hôm nay cứ cầm trình lên hoàng thượng. Khang Thân Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, run giọng nói: chuyện này trong cung bị mất kinh thư, khi điều tra ra chỉ e sẽ liên lụy tới huynh đệ. Tối hôm qua ta lén trộm sách trong thư phòng ra, không ai nhìn thấy. Dù có người nhìn thấy, ta đoán cái bọn ấy cũng không dám nói. Ta đảm bảo Dương gia không can hệ tới cái chuyện này là được rồi. Khang Thân Dương trong lòng cảm kích, bất giác ứa nước mắt, nắm hai tay y, nghẹn ngào không nói nên lời. Di Tiểu Bảo trở vào cung, lấy hai bộ kinh thư khác đi tìm bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên. Bộ của đạo chánh Hoàng Kỳ y đã tẩm thuốc độc đưa cho bọn Lạc Ma Tan Kết cướp đi. Bộ của đạo Tương Bạch Kỳ đã cho Khang Thân Dương. Trong năm bộ còn lại thì hai bộ của đạo Tương Hoàng Kỳ và chánh Bạch Kỳ lấy được khi lục soát nhà Ngao Bái. Bộ của đạo Tương Lam Kỳ lấy trong tủ của Thái Hậu Giả. Ba bộ sách này Thái Hậu Giả đều đã nhìn thấy. Nếu lúc này Thái Hậu Giả đang ở bên cạnh Hồng Giáo Chủ mà trình ra thì rất không hay. Bộ của đạo chánh Hồng Kỳ, Di Tiểu Bảo thuận tay lấy được trong phủ Khang Thân Dương. Bộ của đạo Tương Hồng Kỳ lấy trong người Thủy Đống. Con già tuy biết lai lịch nhưng cũng không sao. Y bèn giao cho hai người bạn Lục, bộ của đạo chánh Hồng Kỳ và bộ của đạo Tương Hồng Kỳ. Bạn Lục hai người đã đợi y mòn mắt. Thấy y đột nhiên tới, lại có được hai bộ kinh thư giáo chủ đang cần, thì mừng như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống. Di Tiểu Bảo nói: Lục tiên sinh đem kinh thư về trình lên giáo chủ và phu nhân, nói rằng ta đã dò ra được Ngô Tâm Quế biết tung tích sáu bộ kinh thư còn lại. Bạch Long Sứ là làm gì cho giáo chủ và phu nhân? Lấy chữ Trung làm đầu, đủ chết 10 vạn 100 lần gì đó cũng không từ. Nên phải đợi dân Nam nước sôi lửa bỏng tìm kiếm kinh thư. Bạn tôn giả hộ tống ta tiếp tục đi lập công vì giáo chủ. Bạn Lục hai người mừng rỡ dân dạ. Bạn Đầu Đà nói: Lục huynh, Bạch Long Sứ lập được công lớn này, hai người chúng ta cũng có chỗ nhờ. Giáo chủ sẽ ban cho thuốc giải báo thai dịch cân hoàng, ngươi hãy mau cho người đem tới dân Nam. Lục Cao Hiên luôn miệng dân dạ tự nhủ: Bạch Long Sứ còn nhỏ tuổi mà đã tài giỏi như vậy, ngôi vị tôn cao của giáo chủ sau này không thể không truyền cho y. Lúc này mình không thừa cơ cầu cạnh y thì còn chờ đến lúc nào? Thuốc giải này không phải thứ tầm thường, thuộc hạ biết không an tâm giao cho người ngoài, nhất định sẽ đích thân đưa tới. Bạch Long Sứ, thuộc hạ đối với người một giả trung thành, nhất định phải sau khi hầu người uống thuốc giải xong, thuộc hạ và ban huynh mới uống. Nếu không thì cho dù dược tính của báo thai dịch cân hoàng phát tác, thuộc hạ có thuốc giải trong tay cũng thà chết chứ không quyết uống trước. Tốt lắm, tốt lắm. Lục huynh đối với ta trung thành như vậy, ta không bao giờ quên tấm lòng của ngươi. Lục Cao Hiên cảm mừng, khom người nói: Thuộc hạ cung kính, chúc Bạch Long Sứ thành phúc mãi mãi, hưởng thọ sánh Nam Sơn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Mình chỉ thấp hơn giáo chủ một bậc, thanh phúc mãi hưởng cái gì? Cái gì sao Nam Sơn gì? Chứ kia cũng được. Y về cung không lâu thì có thái giám tuyên chỉ của triều đình phong Di Tiểu Bảo làm nhất đẳng tử tước, tứ hôn sứ, hộ tống công chúa Kiến Ninh đi dân Nam, tứ hôn cho Ngô Ứng Hùng thế tử của Bình Tây Dương. Ngô Ứng Hùng được phong tam đẳng tinh kỳ ni cáp phiên gia thiếu bảo kim thái tử Thái Bảo. Di Tiểu Bảo lấy tiền thưởng cho thái giám tuyên chỉ, nghĩ thầm: Đây cũng thiệt là phúc cho cái thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng nha. Ta lấy được công chúa xinh đẹp còn được phong làm quan to nữa. Tiên sinh kể chuyện tinh trung nhạc truyện, nhạc phi, nhạc gia gia được phong thiếu bảo. Thằng tiểu tử thúi Ngô Ứng Hùng ngươi tại sao cũng ngang hàng với nhạc gia gia? Y lại xoay chuyển ý nghĩ: Hoàng thượng phong cho y làm quan to, chẳng qua chỉ để Ngô Tam Quế không nghi ngờ, sớm muộn gì cũng sẽ chém đầu y. Ngào Bái cũng không phải được phong là thiếu bảo sao? Đúng, đúng. Nhạc phi, nhạc thiếu bảo cũng bị hoàng đế giết, đủ thấy phong chức thiếu bảo chính là vì muốn chém cái đầu y đây. Lần sau nếu hoàng thượng phong mình làm thiếu bảo thì phải liều chết từ chối mới được à. Di Tiểu Bảo tới gặp hoàng đế tạ ơn, nói: Hoàng thượng, lần này nô tài đi dân Nam làm việc cho người, người có cẩm nang diệu kế gì thì xin nói cho tôi tài hay nghe.
Tiểu quế tử không có học vấn, cẩm nang chịu kế thì phải gói trong túi gấm, thiên cơ không thể tiết lộ, làm sao nói cho ngươi biết được. À, thì ra là vậy. Tiếc là nô tài không biết chữ. Nếu hoàng thượng có cẩm nang diệu kế thì dễ tranh cũng được. Hoàng thượng, lần trước người dặn nô tài tới chùa Thanh Lương làm trụ trì á, đạo thánh chỉ ấy vẽ rất là đẹp. Từ xưa đến nay, thánh chỉ không dùng chữ mà dùng hình vẽ. À, chỉ có hai người vua tôi, chúng ta mới mở đầu thôi. Đây gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tốt lắm, người nhớ rất tốt. Vậy thành ngữ cho ngươi thì ngươi nhớ rất ngay. Những gì hoàng thượng dạy nô tài đều nhớ hết à? Còn những gì người khác dạy, nhắc đi nhắc lại, nô tài vẫn không nhớ nổi, cũng không biết vì sao. Cái những câu một lời nó ra, ngựa gì đó khó đuổi, con ngựa gì đó vẫn không nhớ được. Di Tiểu Bảo nói tới đó, thì thái giám vào bẩm công chúa Kiến Ninh tới cáo từ. Khang Hy liếc Di Tiểu Bảo một cái, rồi truyền cho vào. Công chúa Kiến Ninh vừa vào thư phòng, liền lao vào lòng Khang Hy, buông tiếng khóc lớn nói. Hoàng đế ca ca, ta không muốn lấy chồng ở Vân Nam, xin người thu hồi thánh chỉ. Từ nhỏ Khang Hy vốn rất thích cô em gái này, nhưng từ sau khi biết được những hành vi độc ác của Thái Hậu Giả, cũng sinh lòng chán ghét cả cô em gái, gả nàng cho Ngô Ứng Hùng, quả thật có ý làm hại. Lúc này thấy nàng khóc rất đáng thương, cũng thấy hơi bất nhẫn. Nhưng chuyện đã đến vậy thì khó thu hồi lệnh chỉ, bèn vỗ vỗ vai nàng, ôn tồn nói. Con gái lớn lên phải đi lấy chồng, ta chọn trượng phu cho cô cũng rất xứng đáng. Thì quế tử, ngươi nói cho công chúa biết đi, Ngô Ứng Hùng tướng mạo rất anh tuấn phải không? À, dạ đúng đúng. Công chúa, vị phò mã này của người là người nam tử đẹp trai nổi tiếng tỉnh Vân Nam. Lần trước á, y tới Bắc Kinh, mà ngoài cổng có mười mấy cô nương đánh lộn luôn á, đến nỗi chết mất ba người. Công chúa Kiến Ninh sửng sốt hỏi. Sao vậy? Thái tử Bình Tây Dương là người đẹp trai nổi tiếng thiên hạ. Hôm y tới kinh á, hàng ngàn hàng vạn cô nương thái thái trong thành Bắc Kinh đều chen lấn nhau mà xem. Có mấy chục cô nương người lớn ta nè, ta lớn người, bèn đánh nhau lộn xộn. Hả? Công chúa Kiến Ninh đang khóc liền bật cười chì chiết. Hả? Ngươi lừa người, làm gì có chuyện đó? Công chúa đoán coi, tại sao hoàng thượng phái ta hộ tống công chúa đi Vân Nam, lại dặn ta mang theo nhiều thị vệ binh dũng để bảo vệ cho ổn thỏa? Đó là vì hoàng đế ca ca rất yêu thương ta. Đúng rồi, hoàng thượng anh minh nhìn xa thấy rộng, nghĩ sâu lo xa. Công chúa nghĩ coi, phò mã đẹp trai anh tuấn như vậy, không biết có bao nhiêu cô nương muốn làm vợ y. Giờ bỗng nhiên công chúa chiếm đi thì thiên hạ không biết có bao nhiêu dại dấm, phủ dấm, hộp dấm, bình dấm bị tan tành. Có những cô nương biết võ nghệ tức giận biết đâu sẽ tới làm khó công chúa. Tuy công chúa võ nghệ cao cường, nhưng rốt lại một mình không địch nổi đông người, đúng không? Chính vì vậy lần này nô tài phải hộ tống công chúa xuống Nam, gánh nặng trên vai thiệt là không có nhỏ đâu á nghe. Phải đối phó với lại đội nương tử quân dấm đường này, công chúa nghĩ thử coi có thể gặp bao nhiêu tai nạn. Cái gì đội nương tử quân dấm đường, người đúng là rất biết ăn nói hoàng xiên. Lúc này nàng cười tươi như hoa, trên má vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt lóng lánh, nhìn Khang Hy nói. Hoàng đế ca ca, sau khi tiểu quế tử đưa ta tới Vân Nam rồi, thì cho y bầu bạn chuyện trò với ta cho đỡ buồn. Nếu không, ta không đi đâu. Được, được, cho y theo cô một thời gian, đợi cô quen ở đó rồi hãy nói. Tiểu muội muốn y vĩnh viễn theo tiểu muội, không cho y về. Di Tiểu Bảo thè lưỡi nói. Không có được đâu, nếu phò mã của người thấy ta phát ghét, tức giận chém một đao, tiểu quế tử không có đầu, không thể nói chuyện dễ khuây với công chúa nữa. Công chúa Kiến Ninh biểu môi nói. Hắc, y dám hả? Tiểu quế tử, trước khi đi Vân Nam có một việc cần ngươi điều tra cho ta. Bộ kinh Phật trong thượng thư phòng không thấy đâu. Chuyện này hơi kỳ quái, đồ vật trong này lại có người dám ăn trộm. Nói tới câu sau cùng, ngữ khí rất nghiêm khắc. Di Tiểu Bảo ứng tiếng đáp. Dạ dạ. Công chúa Kiến Ninh xem vào. Hoàng đế ca ca, bộ kinh Phật của người là do tiểu muội lấy đó. Cô lấy à? Tại sao không hỏi ta? Thái hậu bảo ta lấy. Thái hậu nói hoàng đế hàng ngày bận rộn đủ chuyện quân quốc, hỏi người lấy bộ kinh Phật là chuyện nhỏ, cũng không cần làm phiền người. Khang Hy hừ một tiếng, không nói gì. Công chúa Kiến Ninh lè lưỡi năn nỉ. Hoàng đế ca ca, người đừng vì thế này mà giận ta. Sau này ta đi Vân Nam rồi, dù có muốn lấy sách ở đây cũng không được nữa. Khang Hy nghe nàng nói rất đáng thương,
lập tức mềm lòng ôn tồn nói. Cô đi Vân Nam, có cần gì cứ nói với ta. Ngừng một lúc lại nói. Trong phủ Bình Tây Dương đâu có thiếu thứ gì. Di Tiểu Bảo vừa từ thượng thư phòng ra, bọn thị vệ thái giám nhào nhào tới chúc mừng. Tên thị vệ nào cũng mong được y cho đi Vân Nam, biết Ngô Tam Quế rất giàu có, chuyến sai sử tốt đẹp này, chuyện phát tài 10 phần cầm chắc chính. Chiều hôm ấy, Khang Thông Dương vào cung cầu kiến, trở ra gặp Di Tiểu Bảo, dáng vẻ mừng rỡ nói. Huynh đệ, đã trình kinh thư lên hoàng thượng rồi, hoàng thượng rất vui vẻ, còn khen ta mấy câu. Đó, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Ngày mai người đi Vân Nam, hôm nay ta làm một bữa tiệc, một là để chúc huynh đệ được phong tử tước, hai là để tiễn huynh đệ lên đường. Rồi nắm tay Di Tiểu Bảo ra khỏi cung, lần này không phải về phủ Khang Thân Dương mà tới một phủ đệ sang trọng ở Đông Thành. Tòa nhà này tuy không rộng lớn bằng phủ Khang Thân Dương nhưng điêu khắc chạm trổ tinh vi, vườn qua cây cảnh núi đá bày biện rất hoa lệ. Khang Thân Dương nói. Huynh đệ, người thấy tòa nhà này thế nào? Đẹp lắm, đẹp, rất lộng lẫy. Dương gia thiệt biết hưởng phúc ha. Đây là nơi ở của Tiểu Phúc Tấn hả? Khang Thân Dương mỉm cười không đáp, mời y vào đại sảnh. Trong sảnh đã có rất nhiều quan lớn, bọn sách ngạch đồ, đa long đều ra đón. Tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Khang Thân Dương cười nói. Hôm nay chúng ta chúc mừng Di đại nhân thăng quan. Theo lẽ thì y ngồi ở ghế đầu mới phải. Có điều y là chủ ngôi nhà này thì đành ngồi ở ghế chủ nhà. Gì? Cái gì mà chủ ngôi nhà này? Tòa nhà này là tử tước phủ của Di đại nhân. Ca ca đã chuẩn bị cho ngươi. Phu xe, nhà bếp, nô bộc, tỳ nữ đều có cả. Nhưng gấp rút e không thể là đầy đủ. Huynh đệ thấy thiếu cái gì, chỉ cần sai người tới nhà ta lấy là được. Chi Tiểu Bảo kinh ngạc vui mừng xen lẫn. Mình giúp Khang Thân Dương chuyện khó kia, không mất đồng vốn nào, cũng không hề nguy hiểm. Tuy biết rõ nhất định y sẽ tạ ơn, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại được lễ vật trọng hậu thế này. Nhất thời nói không ra lời, chỉ nói... Cái này sao lại vậy được? Khang Thân Dương nắm tay y nói. Hai chúng ta giao tình thân thiết, sao còn phân biệt người này người kia? Thôi nào nào, mọi người cùng uống đi. Vậy nào không say thì hôm nay không được về đó. Bữa tiệc này ai cũng uống say thỏa thích rồi mới giải tán. Chi Tiểu Bảo được phong tử tước, mọi người đều đã biết chức thái giám của y là do phụng chỉ cải trang nên không thể về cung ở nữa. Đêm ấy y ngủ trong phòng ngủ qua lệ, nhìn thấy không phải vàng bạc thì là gấm dốc. Các bạn thân mến, như vậy chuyến đi Vân Nam này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.